Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. 10 ngày mới sửa xong, dầm cầu mang thít bị xà lan va trúng. Dự kiến 10 ngày mới khắc phục xong vị trí hư hỏng dầm cầu mang thít trên tuyến quốc lộ 53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long do bị xà lan va trúng. Chiều ngày 28 tháng 5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc khu quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự kiến 10 ngày mới khắc phục xong vị trí hư hỏng dầm cầu mang thít do bị xà lan va trúng. Theo ông, sau tai nạn, khu quản lý đường bộ 4 đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị phân luồng giao thông, tháo dỡ dầm cầu bị hư hỏng để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Nguyên nhân hư hỏng dầm cầu mang thít được xác định là do xà lan tông trúng trụ cầu mang thít cũ nằm song song với cầu mới khiến nước tràn vào. Phần đầu xà lan nhổng lên và đập vào dầm cầu mang thít mới. Hiện các chuyên gia cầu đường Trường Đại học Giao thông Vận tải đang kiểm tra, tư vấn và đánh giá mức độ hư hỏng của dầm cầu mang thít, đồng thời hàn gia cường thay thế dầm ngang vì đây là dầm chịu lực đỡ mặt cầu. Trong mỗi nhịp cầu có 3 dầm ngang chịu lực, có một dầm bị hư hỏng nặng nhất phải đánh giá kỹ, có thể buộc phải thay thế dầm mới. Sau khi có kết quả đánh giá, công việc khắc phục dự kiến trong 10 ngày. Sau khi khắc phục, chúng tôi sẽ nâng tải trọng cho phép phương tiện lưu thông qua cầu nhằm chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến quốc lộ khác. Vị trí hư hỏng sẽ tiếp tục được kiểm định lại, khi có kết quả mới tháo bảng hạn chế phương tiện qua cầu. Ông Thành cho hay, đối với xà lan gây tai nạn, hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản tạm giữ phương tiện. Sau khi hoàn tất công việc sửa chữa cầu, khu quản lý đường bộ 4 sẽ chuyển hồ sơ sang công an và chủ xà lan sẽ phải lo toàn bộ chi phí. Vụ tai nạn trên buộc ngành giao thông phải phân luồng cho các phương tiện có tải trọng trên 2,5 tấn, xe khách trên 16 chỗ đi từ Vĩnh Long, Trà Vinh và ngược lại phải đi vòng xa hàng chục km. Sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều tháng liền, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam đã đón những cơn mưa đầu mùa giúp giải hạn cho một vùng rộng lớn. Những cơn mưa xóa đi cái oi bức, ngột ngạt của thời tiết nhưng lại khiến cho người dân thành phố Hồ Chí Minh thở dài ngao ngán bởi ngập. Sau cơn mưa, nước bủa vây khắp nơi khiến cho người dân phải vật lộn với con nước giữa đường phố. Câu chuyện không mới nhưng lại gây nên nhiều phiền toái cho cuộc sống của người dân. Sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ trút xuống khu Đông thành phố Hồ Chí Minh vào giữa tháng 5, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Ô tô, xe máy bị chết máy nằm la liệt trên đường. Nhiều đoạn ngập sâu hơn 1 mét khiến cho người dân bất lực bơi trong biển nước. Đường Tô Ngọc Vân, nơi được mệnh danh là rốn ngập của thành phố, bị bao phủ bởi dòng nước trắng xóa. Tại những đoạn có độ dốc lớn, nước chảy xiết có thể cuốn trôi cả người và xe máy. Theo người dân, điệp khúc mưa ngập ở khu vực này cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm liền. Chảy xiết ghê lắm. Chỗ đó là cái cống mà. Chỗ đó đi đó là người bay luôn á. Chỗ đó có cái cống sầu lắm. Thế nào cũng vậy, giờ mà không làm là nước ngập vô nhà mình sao được. Lôi rác ra cho nước nó khó. Ở đây biết là năm nặng như năm mấy quê. Nói chung là mưa là cỡ nửa tiếng đồng hồ là ngập rồi. Đúng rồi, nó nước nó chảy không kịp mà. Còn tại chợ Thủ Đức, chỉ 30 phút sau cơn mưa, nước chảy xối xả trên đường. Các tuyến đường ngập sâu gần 1 mét. Nhiều nắp cống bị bật lên. Cơ quan chức năng phải tạm chặn đường không cho ai qua lại để tránh nguy hiểm cho người dân. Nước xiết nhiều lắm. Em tưởng như là em ra cuốn em đi luôn. Nhưng mà em thấy người ta vậy thôi, em không vô giờ em chạy ra em đẩy. Đáng lưu ý, trước đó dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân và dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức vừa được khánh thành với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, những cơn mưa đầu mùa vừa qua như một phép thử cho hiệu quả của các dự án chống ngập. Trong thời gian rất là ngắn, thì hơn 2 giờ thì anh em đo được cái vụ lượng mưa là khoảng 122,6 mm ở cái đường Dương Văn Cam. Trong khi cái công suất thiết kế của đường Võ Văn Ngân thì nó nằm ở cống cấp 3, nó chỉ là khoảng 75,88 mm thôi. Và cái thứ hai là độ dốc. Nó như vậy nó tạo thành dòng chảy xiết cho nên nắp cống nó bị bung ra thì là có hiện tượng này. Ngập nước, kẹt xe, hàng hóa hư hỏng, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn bởi ngập. Người dân giờ đây vẫn loay hoay ứng phó và chờ đợi những công trình giảm ngập. Thế nhưng có lẽ điệp khúc ngập sẽ còn lặp đi lặp lại, chưa có hồi kết.
Thưa quý vị và các bạn, trong số 18 trên 19 trung tâm đăng kiểm với 146 đăng kiểm viên đang làm việc tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh thì có đến 42 đăng kiểm viên đang làm việc đã bị khởi tố, chiếm khoảng 40%. Nếu xét xử đồng thời các vụ án trong tháng 7 sẽ có 3 trung tâm phải dừng hoạt động do không đủ đăng kiểm viên. Trường hợp các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực, dự báo sẽ có 16 trên 19 trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động. Nguy cơ ùn tắc, quá tải đăng kiểm rất có thể sẽ xảy ra. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC, một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn đã lên phương án sẵn sàng cho kịch bản xấu. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5002S là một trong số 18 trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động. Trung tâm này đang chạy cả 3 dây chuyền đăng kiểm với tổng số 14 kiểm định viên. Theo báo cáo từ hệ thống thông tin đăng kiểm, trong ngày 27 tháng 5, trung tâm tiếp nhận và xử lý 121 xe, trong khi nếu làm hết công suất có thể kiểm định tối đa 250 phương tiện trong một ngày. Tuy lượng xe ít so với công suất làm việc, nhưng tâm trạng các đăng kiểm viên phần nào bị áp lực vì không biết thời gian tới ra sao. Hiện tại giờ thì tinh thần anh em làm việc cũng với tinh thần là cũng tập phòng, lo lắng trong thời gian tới, không biết là cái phương án xét xử anh em như thế nào, rồi có ảnh hưởng tới cái công việc chuyên môn hay không. Cũng có anh em nghỉ, nhưng mà mình cũng thời gian rồi em cũng bổ sung được một số nhân sự. Nói chung là cố gắng sức là sẽ duy trì hoạt động qua dây chuyền. Còn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc công ty cổ phần Phú An Viễn, sau khi bộ máy lãnh đạo bị bắt hồi cuối năm 2022, nay được thay thế, toàn bộ nhân viên mới gồm 8 đăng kiểm viên và 2 thực tập viên với 2 dây chuyền có thể giải phóng 160 phương tiện trong một ngày, đặc biệt và duy nhất ở đây cải tạo xe pick up bán tải. Nhận xét thế nào về cái khâu đăng kiểm lần này? Đăng kiểm là ok, ổn định. Xe này bao lâu mới đăng kiểm lần, 1 năm hay là 6 năm đăng kiểm lần? À, năm trước đăng kiểm ở đâu? Năm trước đăng kiểm đây luôn, hôm nay đăng kiểm đây. Dự đoán là tháng 7 này thì nó có khả năng nó áp lực thì tụi em vẫn đáp ứng được, có thể nếu nhiều thì tụi em có thể tăng ca là làm thêm. Đó, thì có thể công suất nếu tụi em có tăng lên khoảng 180 xe một ngày cũng có thể được, cũng đáp ứng được. Cho làm thêm giờ và làm sớm hơn, và có thể làm luôn ngày thứ 7. Bên cạnh sự chuẩn bị các phương án tăng ca tăng kíp, làm cả thứ bảy chủ nhật, các trung tâm đăng kiểm cho rằng để giảm áp lực, người dân cần đăng kiểm trước, đặt hẹn qua ứng dụng, thậm chí nên tính toán phương án đưa xe sang các tỉnh lân cận để đăng kiểm. Trước thông tin các vụ án tiêu cực về đăng kiểm được xét xử đồng loạt trong tháng 7 năm 2024, kéo theo việc sẽ có 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa phương phải đóng cửa, các đăng kiểm viên trên phải ngừng việc dẫn đến thiếu nguồn nhân lực, gây ùn tắc kiểm định xe trên diện rộng. Những ngày này ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chủ phương tiện đã đưa xe đi đăng kiểm sớm để tránh ùn ứ, ghi nhận tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003S. Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 5003S, những ngày này, lượng xe đến kiểm định đã dần tăng lên. Người dân đã chủ động đăng ký kiểm định sớm hơn vì lo ngại sẽ bị ùn ứ trong những tháng tới, do biết thông tin nhiều trung tâm phải đóng cửa để phục vụ công tác xét xử tại tòa trong thời gian tới. Làm như vậy thì nó cũng một phần nào đó là bị ảnh hưởng là các cái trung tâm đăng kiểm cũng bị quá tải, thì mình cũng người dân cũng hiểu được tình cảnh như vậy, cho nên là mọi người nếu đăng ký được sớm thì mình cứ đăng ký, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Mình nghĩ là người dân mình khi mà đến, nếu mà có gặp trường hợp đó thì cũng thông cảm cho các trung tâm đăng kiểm. Bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa qua thì sắp xếp nhân sự này nọ của họ cũng không thể nào mà đảm bảo liền ngay lập tức được. Tôi có lo lắng về tình trạng mà nếu mà quá đông thì hiện tại là tôi sử dụng bằng cách là tôi sẽ đặt qua app và sẽ chuẩn bị trước. Có thể là điện thoại hỏi trước về khung thời gian cao điểm và để có lịch không phù hợp. Trước những ảnh hưởng tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian vừa qua, mới đây Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành kế hoạch về việc kiểm tra lại hoạt động của tất cả các trung tâm đăng kiểm, trong đó phối hợp với ngành chức năng rà soát lại cơ sở vật chất, hồ sơ đăng kiểm, đặc biệt là đối với nhân viên đăng kiểm đang làm việc tại các trung tâm cũng sẽ được giám sát chặt chẽ hơn. Trong nội bộ đơn vị thì thường xuyên kiểm tra, giám sát là chéo với nhau, thường xuyên đơn vị sẽ luân chuyển thường xuyên giữa các dây chuyền, giữa các bộ phận đăng kiểm. Thì như thế thì và bên mình thì sẽ có thêm lắp thêm camera giám sát
Sở Giao thông Vận tải cũng đang thành lập các tổ để mà triển khai thực hiện cái việc mà kiểm tra, và cũng sẽ thực hiện cái việc mà kiểm tra ngẫu nhiên đối với một số các phương tiện đã được đăng kiểm. Thì theo kế hoạch thì bắt đầu là quý 2, quý 3 thì và quý 4 sẽ triển khai. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 39 băng truyền kiểm định, xe cơ giới đang hoạt động. Tổng công suất phục vụ bình quân khoảng 56.200 xe mỗi tháng. Dự báo thời gian tới, khi một số trung tâm phải dừng hoạt động để phục vụ công tác xét xử tại tòa, cộng với chu kỳ kiểm định tới hạn, lượng phương tiện sẽ tăng cao, vượt công suất bình quân hiện có tại các trung tâm đăng kiểm. Do đó, việc ùn ứ đăng kiểm, xe ô tô dự báo sẽ nghiêm trọng nếu không có giải pháp ngay từ bây giờ.